Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo quần bộ nồi chiếc Jupiter nha. Em lên có nồi nồi lò xo, quá đã luôn nha. Bây giờ chạy là bốc thôi. Rồi, chào anh em Jupiter RC nha. Giới thiệu với anh em có quần lên combo bộ nồi Thái lên bộ nồi lò xo nha. Cái bộ nồi cũ thì đang đi cái nồi lá phíp có 2 lá bố thôi. Em lên cái nồi Thái 4 lò xo cho chủ xe và 4 lá bố cho xe luôn. Thì em sẽ đi thương bằng cái nồi cũ để cho anh em nắm có quần trước nha. Đây là cái nồi mới bên độ xe Việt Nam, Vinh Thái chủ xe ha. Đây là cái nồi cũ nha. Thì cái bộ nồi cũ thì đang bị tình trạng là mòn hết nồi rồi, chuông bị sọc chuông ha, bố bị tình trạng là mòn, chai bố lì bố nè, bỏ một chai rồi. À, cái này là nồi zin theo xe nha. Rồi phần cái cặp nhôm nồi nè, nó bị tình trạng là mòn nhôm nồi ha. Đó phần cái bố sắt nè, bố sắt bị cháy đen thui rồi, không còn rồi bác ơi. Nó chỉ có được 2 lá thôi, em lên là lên 4 lá cho xe ha. Đó phần cái chuồng heo nồi ha, chuồng heo nó bị rơ nè, đó thấy không? Rơ rất nhiều rồi. Rồi cấu hình này thì em sẽ đi cho chủ xe combo là nồi Thái, cái này là phíp nha, lá phíp là nó xài, lá phíp là không có xài cái lò xo ha, đó nó ép vô thôi. Rồi, cấu hình cái bộ nồi mới sẽ đi cho anh em là combo là full cấu hình bộ nồi Thái đầy đủ cho anh em luôn để cho anh em chơi nè. Gồm phần một cái chuông nồi Vinh Thái nè, trắng đẹp full mới chủ xe. Đó, một chuông nồi Vinh Thái. Đi lại cho anh em là bố bá càng Vinh Thái nha. Đó, 1 2 3 full bố Thái dài chủ xe ha. Rồi, phần cái bộ nồi sau sẽ gồm có một cái chuông heo nồi sau nè. Đó, chuông heo nồi sau full mới chủ xe Vinh Thái nè. Bên sơn này đủ còn nguyên nha. Đi full lại cho anh em cặp nhôm nồi Vinh Thái, nói chung là nguyên bộ nồi nè, cặp nhôm nồi Vinh Thái nha. Đó, bố làm đi bố Thái nha, bố Thái sắt Thái. Gồm có là 4 bố 3 sắt nha, đầy đủ chủ xe. Đó. Sắt Thái bố Thái chủ xe luôn, combo là full đầy đủ cho anh em. Đó, 4 bố 3 sắt ha. Đó, sắt Thái. Em đi bố bản lớn nha. 1 2 4 ha. 4 là bố Vinh Thái bản lớn. Em đi sắt Vinh Thái luôn, combo là 3 lá nè. Trắng đẹp full mới cho anh em luôn. Đó với kèn sờ ben. Đó. 1 2 3 ha. Ba sắt nồi Vinh Thái chủ xe. Đó. Anh em muốn lên combo bộ nồi Thái thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bữa nay mà chuyên làm nồi Thái cho dòng Jupiter nha. Đó. Rồi, em cảm ơn anh em ha. Rồi, chào anh em Jupiter RC, giới thiệu với anh em cấu hình lên combo bộ nồi lò xo 4 lò xo nha. Đó, full Thái vô xe. Đầu tiên em cho phần cái cụm bố bá càng nồi trước vô, tới cái phần cái bộ chuông nồi nha. Đó, phần chuông nồi thì em đã lắp xong xuôi phần cái bi nồi automatic nha. Đó, bi nồi đạp cho anh em đó. Rồi, tiến hành cho phần lồng đền, tán nồi trước vô, tới phần cái chuồng heo nồi sau nha, chuồng heo nồi sau. Tới cái lồng đền chặn đế, tới phần cái đế nồi nha ha. Đó, tới đế nồi. Em tiến hành này cho phần cái lồng đền chặn tán vô và tới tán nồi sau nha anh em. Đó, tiến hành là bắn cái nồi sau và lắc kê lại lồng đền chặn tán cho anh em. Đó, tán nồi nè. Rồi, tiến hành là bắn cái tán nồi này luôn và nó sẽ có một cái phe em giữ cái phần cái tán á, em là bắn em lắc kê lại luôn nha. Rồi, em tiến hành cho phần cái bộ bố sắt nồi vô. Anh em lưu ý ha, lắp đúng chiều nha. Chiều côn thì nằm trong còn cái chiều bén nằm ngoài nha anh ha. Đó. Combo nó gồm có là 4 bố 3 sắt nha anh em. 4 bố sắt ha. Đó. Rồi, tiến hành tới phần cái lá bố ngoài nha. Rồi, em tiến hành cho phần cái nốt ruồi vào và mặt ép nồi vô nha. Mặt ép nồi gồm có 4 chân nha ha. Đó, tiến hành cho 4 lò xo nồi vô. Lò xo thì nó có 2 chiều nha. Anh em để cái chiều lớn nằm trong ha, còn cái chiều nhỏ nằm ngoài nha anh em. Rồi, em tiến hành là siết đều 4 lò xo nồi nha. Đó, 4 tán siết 4 lò xo nồi. Thì anh em lưu ý là siết đều nhau nha. Đó, siết từ từ từng con một. Và con này sẽ đối chiếu bên kia nha. Đó, 4 con. Rồi, tiến hành quá trình lắc kê tán nha. Lắc kê 4 con tán siết 4 lò xo nồi. Thì tiến hành là chỉnh nồi luôn. Chỉnh nồi thì chỉnh bên mâm lửa nha. Đó. Anh em sẽ lắc kê tới điểm chết rồi nhả một con tư vòng và lắc kê lại con tán chỉnh nồi nha. Đó, công đoạn cuối cùng của việc làm nồi. Sau đó tiến hành là cho phần cái lóc nồi vô và test cho anh em ha. Có quần full bộ nồi Thái chiếc Jupiter nha. Có quần nồi lò xo nha ha. 4 lò xo. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo quần bộ nồi chiếc Jupiter nha. Em lên có nồi lò xo, quá đã luôn nha. Bây giờ chạy là bốc thôi, không có giờ tình trạng là tuột nồi nha. Bao cho anh em chạy đường dài, đường đèo này kia ok nha. Lên phân khối lớn được luôn. Đó. Có quần ly full nồi 4 lò xo nha. Đó, nồi full Thái 4 lò xo. Mạnh bền cho anh em ha. Quá đã. Đó, dạo này cho anh em tham khảo nha. Có hình nồi lò xo quá bốc không ha. Đó, phun nó hình nồi Thái. Bây giờ chạy rất hiếm sao nha, tại vì nó không bị tuột nồi nha. Đó, bao cả hàng nồi trước nồi sau cho anh em luôn. Nồi trước là đi phun chuông bố bá càng, nồi sau là đi phun nồi lò xo nha. Chuồng heo cặp trong nồi bố sắt ha. Đó, lướt gió cho anh em. Anh em mà muốn lên combo bộ nồi thì chiếc Jupiter thì ghé bên độ xem nha. Bên em thì chuyên làm nồi Thái lò xo cho xe nha.